Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe siêu phẩm mới nhất về tại anh em, Covid Milan. Vâng, đây là một mẫu mà các bác rất mong chờ và gọi điện em rất nhiều. Hôm nay em về một chiếc màu trắng bạc các bác nhé. Đón xe đi vào đánh cái chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Covid Milan. Em đánh giá hình thức chiếc xe cực mới các bác nhé, trên 95%. Về đây thì chiếc xe đã được bên em rửa qua, bây giờ nhìn rất là đẹp, còn rất là mới thôi nhé. Đây là một mẫu xe cao cấp về dòng Chopic mà các bác gọi điện hỏi em rất nhiều. Trước đây em về được 2 chiếc, cũng là rất hot. Đến bây giờ các bác vẫn hỏi. Chiếc xe được sử dụng bộ khung full carbon các bác nhé. Carbon từ khung, cọc yên, càng đều của carbon hết. Cấu hình của 105. Đây là một mẫu xe thương hiệu của Pháp. Thường thì những dòng Chopic thì đây, các bạn có thể thấy là có chữ ký trên khung. Đây điều rất là đặc biệt, điểm rất là đặc biệt của dòng xe Chopic, chữ ký của nhà sản xuất. Bộ khung khí động học, khung carbon khí động học cho xe đi nhanh hơn, chịu ít lực cản của gió hơn. Yên của Chopic các bạn nhé, yên nguyên zin cho xe. Xe được trang bị bộ group của 105, full 105 luôn các bác nhé. Từ củ đề, phanh, đùi đĩa đến tay lắp, full 105 và group của xe rất là mới. Chiếc xe chỉ được đi lướt qua tầm vài lần thôi, vẫn giữ được nguyên độ zin và độ mới của xe. Bộ bánh cọc cao cấp của Shimano. Và lốp của xe thì là 700 x 23C. Đây lốp thông thường của dòng xe đua, 725 các bác nhé, 23-25 lốp thông thường của dòng xe đua. Bê đan bạc đạn rất là trơn. Gạt đĩa 105 các bác nhé, xe rất là cao cấp, một mẫu xe các bác rất mong chờ tại cửa em, gọi điện rất là nhiều. Bộ khung như là người máy các bác nhé. Càng carbon nguyên zin của Chopic. Phốt và ghi đông cũng của nguyên zin luôn. Phanh trước, phanh trước của 105. Vành và mai ơ đều nguyên zin của Shimano. Đồng bộ theo xe. Xe rất là nhẹ, rơi vào tầm 7-8kg chiếc xe này. Xe siêu nhẹ, cũng carbon dây âm sườn đây. Xe được đi dây âm sườn các bác nhé. Bộ tay lắp của 105, 11 tốc độ. Và 2 tốc độ bên tay đĩa là 22 tốc độ thay đổi các bác. Giờ sẽ đo chiều cao không đứng của xe.
Xe có chiều cao khung đứng là 48. Và khung ngang là 51 các bác nhé. Phù hợp với các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Đến 1m73 cũng có thể đi với chiếc xe này. Xe vật thân khá là trườn. Khá trường xe. Tấm xe đi ra cánh tá chuyển động. Xe được trang bị 11 tầng lip. Mayer của Shimano. Nguyên một bộ group của 105. Lên lip. Cái con siêu phẩm này thì hầu như là không có một lỗi chi tiết nhỏ để chuyển động à. Xuống lip. Còn chuyển động rất là tốt. Phía tay phải em là bộ đĩa 2 tầng của 105. Gạt đĩa 105 luôn. Lên đĩa. Chuyển động rất là tốt. Chúng quay rất là bon. Đèo xe. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Chopic Milan. Xe được trang bị group 105 full carbon và bộ vành cặp cao cấp của Shimano. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 18.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Có quan tâm nhắn tin Talo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Nhấn YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chuông chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.